Trình diễn bởi thí sinh Hoàng Thị Dung sinh năm 1992. Trang phục của người phụ nữ Tày được may rất giản dị. Chất liệu vải để may chủ yếu là vải sợi bông, được dệt lên từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Tày và được nhuộm tràm rất kỳ công. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Tày mang sắc tràm chủ đạo, gồm có áo, quần, khăn đội đầu, đai quấn ngang eo. Áo được cắt may cầu kỳ sát người, cổ áo tròn, ôm khít vòng cổ, phi cài san nách phải, thân và ống tay hẹp có eo. Tà áo được xẻ đến hông, gấu áo dài qua gối, thuận tiện cho việc đi lại, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng kín đáo. Ở giữa eo của áo được thiết kế đai quấn bằng vải tràm, cùng màu với áo, quấn 3-4 lần, tạo sự cân đối, thon gọn cho cô gái Tày. Quần ống rộng được may dài chống cốt bằng vải tràm hoặc vải láng bóng. Khăn của phụ nữ Tày là chiếc khăn vuông, được đội ngoài phần tóc đã được vấn với chiếc khăn ngang. Hài của phụ nữ Tày cũng đồng nhất màu với màu áo. Hài được thu bằng vải nhuộm tràm hoặc vải nhung để tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục nữ Tày. Còn có bộ trang sức như vòng cổ, vòng tay, dây xà tích. Đặc biệt nhất là vòng cổ của người phụ nữ, đó là một chiếc vòng bằng bạc được đeo ở cổ, vòng rộng xuống 1/4 ngực, làm cho cơ thể cân đối và màu trắng của vòng bạc nổi bật trên nền tràm. Trên sân khấu bây giờ là thí sinh Công Đức Minh sinh năm 1997. Thí sinh Công Đức Minh đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của nam giới Tày. Áo của nam giới Tày cũng có hai loại, gồm áo ngắn và áo dài. Về cơ bản, áo ngắn nam được cắt may theo kiểu phối thân. Đây là loại áo xẻ ngực, dài ngang hông, cổ tròn cao, có 5 phi bằng vải. Áo được xẻ tà ở hai bên khoảng 15 cm. Hai vạt trước có hai túi. Nam giới Tày thường mặc áo dài khi tham gia các lễ hội, làm đại biểu đón đưa dâu rể. Quần nam giới được may theo kiểu đục què, ống rộng, cạp quần cao. Tiếp theo là phần trình diễn trang phục dân tộc Nùng. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn trang phục dân tộc Nùng Cháo của thí sinh Dương Thị Hồng Nhung sinh năm 1995. Phụ nữ Nùng Cháo mặc áo năm thân, dài chấm mông hoặc qua mông. Thân áo dài dáng chữ A, xòe nhẹ về phía hai tà, cổ áo tròn. Chân cổ cao được may 3-4 lớp vải để tạo độ cứng cho chân cổ áo. Chân cổ áo nẹp ngực và nẹp ống tay áo, can thêm một lớp vải nữa khác màu để tạo điểm nhấn cho trang phục. Áo thường đơm cúc kép, tay áo rộng rãi tạo sự thoải mái cho lao động sản xuất. Quần thường rộng khổ, gấu quần không thêu thùa, cạp lá tọa. Khi mặc quấn dây lưng quanh bụng, hai đầu rắt mối ở hai bên hông. Ngoài ra, phụ kiện không thể thiếu trong trang phục của phụ nữ dân tộc Nùng Cháo là đồ trang sức, đó là các loại vòng cổ, vòng tay, vòng chân, trâm cài tóc. Các đồ trang sức thường làm bằng bạc. Theo quan điểm của người Nùng, bạc trắng không chỉ tôn thêm vẻ đẹp mà còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Xuất hiện trong bộ trang phục nam truyền thống của dân tộc Nùng Cháo là thí sinh Dương Công Long sinh năm 1992. Bộ trang phục nam của người Nùng Cháo thường mặc áo dài ngang hông, tứ thân, may áo gần sát người, tay áo dài và rộng, cổ áo khoét tròn, có 7 cúc, thường có 4 túi hoặc 2 túi. Màu sắc chủ đạo là màu đen, được may từ vải tràm. Quần được cắt may theo kiểu chéo, gọi là tải dáng. Quần ống rộng, người ta thường giữ quần bằng chiếc dây chun. Vâng, thưa quý vị, thí sinh Liễu Thị Giỏi sinh năm 1992 đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống Nùng Khàn Rình đi hội Lồng Tồng. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ trang phục truyền thống
Cũng giống như trang phục truyền thống của dân tộc Tày và Nùng Cháo, bộ trang phục nguyên bản của dân tộc Nùng Khàn Trình bao gồm áo, quần, khăn đội đầu và đai quấn eo được may từ vải nhuộm tràm. Màu sắc chủ đạo là màu đen, áo được may theo kiểu nam thân, dài qua mông, cổ áo tròn thường may liền với nẹp, cúc bằng bạc hoặc vải, cài nách phải. Thân áo dáng chữ A, xòe nhẹ về phía hai tà. Quần nữ thì có ống rộng, được may bằng vải cùng màu với áo. Khăn đội đầu là khăn vuông gập chéo. Tiếp theo là sự xuất hiện của thí sinh Mông Quốc Chiến, sinh năm 1994, với bộ trang phục truyền thống Nam Nùng Khàn Trình. Nam giới Nùng Khàn Trình mặc áo ngắn tứ thân, hai bên nẹp áo đính hàng cúc vải gồm năm khuy, cổ tròn, dáng cổ tàu, hai túi ở vạt dưới. Quần may kiểu đụng què cạp lá tọa khi mặc buộc mối ở phía trước. Thưa toàn thể quý vị, ngày nay dù cuộc sống hiện đại và bận rộn hơn trước, nhưng người dân tộc Tày và Nùng và một số dân tộc khác trên địa bàn huyện Văn Lãng vẫn mặc trang phục truyền thống trong các dịp quan trọng, lễ hội Lồng Tồng, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Trang phục truyền thống đã in sâu vào trong lối sống và là niềm tự hào của những con người dân tộc. Đó là cách để gìn giữ, bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa và trang phục của người dân tộc. Phần đi trang phục dân tộc của xã hội Hoan đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và cổ vũ đoàn thi. Một lần nữa, chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp.